Ok, vô. Thì lấy một dân đúng Nhà không? cùng. Ném rìu rất lợi hại khi kết hợp với hiệp sĩ má của kẻ địch. Vãi cả tiếng Ném rìu rất lợi hại khi kết hợp với hiệp sĩ. để lít một chân rồi đó. Không đủ thịt để sinh dân luôn á chứ. Càng thế chứ. Thank you.
azonnal. Gyűjtögetek. Szolgálatára. Parancs. Gyűjtögetek. No, 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 con ngựa của tôi, no. Trả nè, đùa thôi. Không được rồi. Igen. Gyűjtögetek. Parancs. Építkezek. Igen. Szolgálat. Igen, fát vágok. Jó napot. Parancs. Fát vágok. Parancs. Fát vágok. Igen. Thế nhà dưới hồi vô lọc. Anh đi mà, anh có làm gì đâu. Nghe thấy nhà chú Huy chưa, nghe sợ. Anh làm gì vậy? Szolgálatára. Jó napot. Mega igen, igen. Megyek. Építkezek. Chú Huy thường gọi mình nè. Igen, igen, ủa anh gần nhà đạt hơn mà. Hỏi em là sao? Anh gần nhà đạt hơn mà. Thôi, đừng như thế. Igen. Építkezek. Igen. Parancs. Nhà chú Huy hả? Tuyệt vời. Làm cái gì? Không tiêu không được. Rồi xong chú Huy rồi. Jó napot. Építkezek. Igen. Építkezek. Parancs. Parancs. Építkezek. Ôi sợ cao lắm. Oh no. Ôi mẹ. Một dân của tôi ơi. Tôi vô. Tôi vô đi diễn chứng với tầm. Ông dữ vậy. À.
Jó napot. Építkezek. Igen. Trốn kỹ vậy ta. Nhà lọc ổ không? Đi đâu vậy bà? Sao một tiếng mà không không biết mờ. Sao có gì em ru vậy hả? Nguy hiểm vậy. Thank you.
Thấy tính mạnh lắm. Của em, của mày ơi, đánh tính đi. Đánh lỗi hết rồi. Còn gì nữa đâu mà. Học sao rồi Lộc? Lộc ổn không? Chưa tham chiến đâu mà sao ai cũng hay hết vậy? Ai cũng la rồi. Lộc chưa tham chiến mà đã la lên vậy rồi. Đợi đến lúc Lộc tham chiến ai chịu nổi nữa. Khó khăn thế nhở. Khó khăn quá. No. Không mấy con ngựa đó khó chịu. Chú ra làm việc hả? Chỗ nào vậy? Chơi vô. Được rồi. À hay quá Lộc. Tuyệt vời. Khó quá. Chú ra lại làm việc đi. Chiến chiến ở đâu. Hay không phải gỗ của tôi. Lộc cần chỉ huy rồi. Khỏi phải lo nữa. Ô, tôi kéo dài thời gian thôi. Ý là nhây nhây để cho nó vui, đó vui game hơn đúng không? Đúng rồi, chứ em nghe chứ tự nhiên hình ảnh tới xong cái kết thúc game thì cũng chán chán. Ra làm lại đi. Ơi không. Mới vừa mớ một cục vàng. Lâu đông dữ vậy. Không, nhà em bị bao vây rồi. Oh no. Ủa, có cách nào nó cho nó chỉ đứng im chỗ đó không ta? Ví dụ như quân địch mà chạy ra khỏi chỗ đó là nó không giết theo không ta? Có cái nút góc dưới bên bên trái có hình cái đang là cái tay cầm kiếm đúng không? Đổi thành cái khiên thì nó sẽ không có rời xa cái khu vực đang được chỉ định.
Ngôi nhà của em nó tan hoa nát cửa rồi. Lộc nó đang kiềm chế chỗ anh rồi, anh đang có thể được nữa. Em không có cơ hội phát triển luôn. Phát triển? Em mừng vì em còn được sống thôi chứ phát triển gì nữa. Thôi đừng. Rồi xong rồi, thôi đi. Tính mặt quá rồi. Chứ mày đừng qua chứ. Chứ mày đép lọc đi. Chú đép lọc ngon lành rồi. Ồ, chú phải đời 4 rồi hả? Mà vậy? Được, được. À, cái quân nó đời 3. Quên, quên. Không quá chú Huy ơi. Đạo này sống gì còn. Anh từ bỏ luôn đi. Nghĩa nó vẫn còn kìa. Á à, đạt nó vẫn còn kìa. Sao mà cái nhầm hàng đó vậy ta. Nghĩa đó ơi. Ok. Oh no. Mọi người đuổi theo con người dò trong khi ở trong này dân của Đạt đang nằm. Cái nhà nó không cứu nổi nữa rồi.
építkezett. Nó lại là nhưng chung như không suy nghĩ gì nữa. Không tin luôn. Nó lên đời nó mạnh quá mà. Em gửi chúng mày 4 con cà nai. Xong quên. Mạnh quá rồi. Đấy, lọc xay một đống là crepot này. Mà xay mấy vị trí để thủ á, cho tốt chứ. Đừng có xay tinh tinh không. Tại thấy không ai đánh hết. À. Tại thấy không ai đánh hết, nói vậy nghe được. Vậy thì được. Ígértettem, építkezek, építkezek, megye, építkezek. Lọc thiếu gì không? Lọc thiếu gì không gửi? Hả? Thiếu... Lại cho miếng đồ chơi, xài chơi cho vui. Hai trăm đến chưa? Chưa thì ráng ra lệ 200 lính. Igen, parancs. Igen, értettem. Jó napot. Bányászok, megyek. Azonnal építkezek. Chú Huy ổn không chú Huy? Đang ổn lắm, đang ổn lắm. Có vẻ chú Huy đang ổn lắm, đừng lo. Chị nghĩ ổn không? Coi cho à. Ai thơ rồi mấy người á? Chứ là mình đầu hàng xong mà lâu đài nó vẫn bắn mình bình thường luôn á. Nó đầu hàng xong mà lâu đài nó vẫn bắn mình luôn á. Ừ. Trước là đánh với máy á. Máy đầu hàng thấy nông dân đứng yên rồi mà lâu đài nó vẫn bắn. Dạ. Cái con sông mã nó vẫn bắn luôn. Thế không? Không, không có gì phải buồn đâu, đừng buồn mà. Đừng buồn. Không thở được không? Game này em xây 5-6 cái nhà chính để chú Huy. Nhưng mà đúng là không có được bảo vệ hết. Xây tới đâu là nằm tới đó.